Trinh. Chào tất cả mọi người, hôm nay là có một trận gọi là quyết đấu của 6 năm này nha. Cầu lông Dưỡng Sinh, mời các bạn cùng xem nha. Mở cái sân Ngày nào cũng đỡ đi mày, cái đường đỡ hai, cái này ngày nào cũng đỡ đi, cái khô hái không đỡ đi mà, ai hiểu không đỡ đi.
cầu đồ chứ làm gì vậy? Sao vậy? Chạy chứ. Đánh không?